em xin chào các bác em ở bên lương âm thanh lương audio thì bên em thì chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm những cái thiết bị phục vụ âm thanh hát karaoke với rất nhiều những cái thiết bị à, chủng loại khác nhau để phục vụ các bác thì bác nào có nhu cầu về những cái sản phẩm những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke thì à, liên lạc với bên em thì giá thành đưa đến tay cho các bác là rất là hợp lý à, thì thưa các bác thì hôm nay thì à, tiện à, một số những đơn hàng mà gửi đi cho khách hàng Uh, thì uh, hôm nay thì em giới thiệu cho các bác là cái đầu uh, HD Pro Là cái đầu uh, dành riêng cho chọn bài hát karaoke chuyên nghiệp đến từ uh, uh, tập đoàn Việt KTV uh, Thì hôm nay là một cái video mà test hàng trước khi, trước khi gửi đi cho khách hàng Và cũng đồng thời là một cái video em giới thiệu cho các bác một cái dòng sản phẩm này uh, Thì hôm nay là cái đơn hàng, uh, đầu tiên là cái đơn hàng của anh uh, uh, Lông Văn Dương Ở bên uh, huyện Mèo Vạc, Hà Giang À, tiếp đến là một à, bác khách nữa là anh à, à, duy minh ở bên à, gò vấp thành phố hồ chí minh thì hai bác này bác hai bác đều đặt lấy ở bên em là cái đầu à, hd pro à, dành riêng cho hát karaoke chuyên nghiệp và hai cái đầu này hiện giờ là đang chạy ổ cứng là 4 t các bác nhé ở đây thì em đang lật à, cái ổ cứng lên à, để giới thiệu cho các bác à, thì thưa các bác là cái à, hệ thống này cái đầu này nó có những cái chức năng gì À, thì thưa các bác là hiện giờ trên thị trường thì các bác là rất là thích hát karaoke nhưng mà nhược điểm là đa số đa phần các bác là hát ở trên những cái tivi thông minh ấy có tích hợp sẵn những cái chế độ mà hát karaoke online ở trên youtube thì khi mà các bác hát ở trên những cái tivi thông minh như vậy thì hát vào đường mạng như vậy thì nó bị rất nhiều những cái vấn đề phiền toái xảy ra ví dụ như là có những cái hôm mình muốn hát nhưng mà mạng bị mất mạng không hát được hoặc là đang hát karaoke thì mất mạng không hát được cái nữa là đang hát thì chuyển sang quảng cáo Đấy, và bài hát ở trên YouTube thì nó hôn tạp những cái bài chất lượng thấp bài chất lượng cao đấy, nhiều khi là chọn à, hát đang hát dở thì là chuyển sang quảng cáo à, cái nữa là à, đặc biệt là những cái hôm nào mà mời bạn bè đến nhà hát karaoke mà nó xảy ra những cái vấn đề đấy thì nó rất là bực mình đấy thì khi đấy thì các bạn hãy nghĩ ngay là hãy lựa chọn cho mình hãy sở hữu cho mình một cái đầu dành riêng cho hát karaoke chuyên nghiệp À, thì có nghĩa là các bác chỉ việc cắm điện là dùng tôi không cần mạng nước gì cả thì đây là một trong số những cái đầu đấy các bác nhé thì tại sao hôm nay em lại bày ở đây rất là nhiều rất là nhiều cái đầu này vì thưa các bác là cái đầu này bên em bán rất là chạy rất là chạy hàng và trên thị trường thì các bác sử dụng vào gia đình thì mua rất là nhiều à, vì cái đầu này là cái đầu đời cao cấp đời cao cấp và nó chạy rất là ổn định và đặc biệt nữa là hình ảnh âm thanh nó ra rất là chuẩn rất là chuẩn À, và cái đầu này là đầu dành riêng cho hát karaoke, karaoke chuyên nghiệp à, khi mà các bác mua sở hữu cái đầu này thì các bác về các bác chỉ việc cắm điện thôi à, cắm điện vào thì các bác sẽ có tất cả những cái bài hát của hãng việt ktv và các bác chỉ việc à, cắm điện lên là dùng dùng điều khiển từ tra chọn là dùng thôi và ở đây thì à, có nghĩa là những cái bài hát mà ở trên thị trường ấy thì công ty việt ktv người ta đã mua bản quyền của ca sĩ À, bản quyền của ca sĩ thành ra được cái video gốc và những cái video gốc đấy được lưu trữ ở bên trong cái ổ cứng này các bác nhé, lưu trữ ở bên trong cái ổ cứng này là các bác chỉ việc cắm điện là là dùng và chọn những cái bài mà nó có sẵn ở bên trong ổ cứng thôi và cái bài hát ở đây là vô cùng nhiều các bác nhé. Ở đây thì em cắm vào cái màn hình cảm ứng, ở đây thì thông số bài hát ở đây là ví dụ như là trang số 1 trên tổng số là 5187 trang. Thì mỗi trang ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bài hát. Mỗi trang có 8 bài hát và 8 bài hát lên nhân với cả 5187 trang. Thì các bác thấy được cái số lượng, cái dung lượng bài hát mà nó có sẵn ở bên trong đầu máy, tích hợp sẵn ở bên trong của cứng là vô cùng nhiều và đặc biệt bài hát đây là bài bài hát đã qua tròn chọn, chọn lọc ở công ty Việt Ca người ta đã chọn lọc những cái bài hát này và những cái bài hát này là những cái bài hát mà chính thống à, công ty đã bỏ tiền ra mua bản quyền của ca sĩ được cái những cái video gốc thành ra là cái chất lượng à, âm thanh cũng như hình ảnh là truyền lên tivi là cực kỳ là sắc nét rất là chuẩn theo chuẩn video gốc à, bên cạnh đấy là những cái bài hát mà có sẵn ở bên trong ổ cứng thì các bác sẽ liên tục được tải những cái bài hát mới về À, các bác muốn những cái bài hát mới thì công ty Việt KTV hàng tháng người ta sẽ upload lên cái server của hãng là những cái bài hát mới người ta mới mua được của ca sĩ thì mỗi tháng thì công ty Việt KTV người ta sẽ tải lên trên server độ khoảng 150 bài đến hơn 200 bài hát mới. Thì các bác chỉ việc cắm cái dây mạng internet vào cái cái đầu này Đấy, cắm cái dây mạng internet vào cái đầu này và các bác sẽ vào mạng và các bác sẽ download miễn phí. Ví dụ ở đây, ví dụ các bác muốn tải bài hát mới các bác ấn vào hình cái đám mây này. Thì lập tức nó sẽ đã, uh, lên cái server nó so sánh cái server của hãng và nó đối chiếu là xem là những cái bài hát mà có ở trong cái đầu máy của các bác và những cái bài hát của hãng và những cái bài hát nào thiếu thì nó sẽ liệt kê ra đây. Đây là những cái bài hát thiếu mà các bác trong đầu máy của các bác chưa có thì nó sẽ có hình cái đám mây này này. Đấy, có nghĩa là những cái bài hát này đang nằm ở trên đám mây và các bác chưa tải về. Các bác muốn tải về thì các bác chỉ việc tích vào đây thôi. Đấy, nó chuyển sang cái màu vàng này là các bác sẽ tải cái bài hát mới về. À, các bác muốn xem cái thông số bài hát thì các bác sẽ ấn tích vào đây. Đấy, thì đây là like em vừa rồi em đang đang download mấy bài đây. Thì các bác sẽ thấy cái tốc độ download nó rất là nhanh, vừa ấn thôi đây nó đã được 60 70% rồi. Thì bao giờ được đạt được 100% thì nó các bác ấn thao tác là lưu trữ ở bên trong ổ cứng. Thì nó sẽ nhớ ở bên trong cái ổ cứng này. Thì từ lần sau là các bác chỉ việc cắm điện lên dùng không cần download nữa Đấy thì cái bộ hệ thống này nó rất là tiện Đầy đủ những bài hát của hãng và liên tục có những bài hát mới để các bác download về Liên tục có những bài hát mới để các bác hát à, Và thưa các bác là tại sao em lại nhập nhiều như này à, Thì à, vừa rồi thì công ty đang có chương trình là hỗ trợ khách hàng Đấy, Thì cái giá đầu này là đầu mới cứng các bác nhé mới cứng bóc hộp nhưng mà đang có giá là hỗ trợ khách hàng giá cực kỳ hợp lý cho các bác thì bác nào có nhu cầu thì nhanh tay sở hữu cho mình cái bộ thiết bị này à, cái nữa là cái hệ thống này là hệ thống cao cấp thì à, vừa rồi thì giám đốc công ty Việt KTV đã hứa hẹn là sẽ đợt tới là sẽ có những cái, những cái phần mềm nâng cấp những cái phần mềm cho cái đầu máy này thì cái đầu máy này không những là sẽ à, tải được bài hát mới mà nó còn hát trực tiếp được cả YouTube nữa thì đợt tới là công ty người ta sẽ nâng cấp phần mềm lên nâng cấp phần mềm lên thì sẽ có rất nhiều những cái ứng dụng hay dành cho những cái đầu máy này thành ra đây em mạnh dạn em ôm số lượng nhiều để có cái giá thành tốt nhất à, đầu vào tốt thì sẽ đưa tới cho các bác là giá thành bán cho các bác là giá rất, giá rất là hợp lý cho các bác à, và thưa các bác là khi mà các bác sở hữu cái đầu này thì các bác sẽ có hai hình thức để chọn bài một là các bác chỉ mua cái đầu này không thôi mua cái đầu này không thôi và về các bác sẽ chọn bài trên à, điều khiển từ xa đây là cái chiếc điều khiển từ xa thì khi mà các bác mua cái đầu này mà chọn một điều khiển từ xa thì em sẽ tặng kèm cho các bác một cái điều khiển từ xa này, à, các bác sẽ chọn bài trên điều khiển từ xa và các tất cả những cái thao tác chọn bài trên điều khiển từ xa thì nó rất là dễ. thì tí nữa thì em sẽ hướng dẫn các bác cách thao tác chọn bài trên điều khiển từ xa à, và toàn bộ ở đây là toàn bộ là tiếng Việt hết và nó rất là dễ sử dụng. À, cái điều khiển của chính hãng này nó lút nó rất là to và rất là dễ chọn bài chọn nó rất là nhanh. À, và cái thứ hai là các bác có thể là chọn ở trên cái màn hình cảm ứng các bác có thể là mua đầu không hoặc là các bác mua cả màn hình cảm ứng thì khi mà có cái màn hình cảm ứng này thì cái độ sang trọng nó hơn rất là nhiều đấy thì nhà bác nào mà rộng rãi thì kê thêm được cả cả cái màn hình cảm ứng này thì nhìn trông nó hoành tráng và nó chuyên nghiệp hơn rất là nhiều hoặc là nhà bà bác nào mà nhà nó chật trội thì các bác có thể là mua cái đầu không thôi không cần màn hình cảm ứng thì cái màn hình cảm ứng này nó chỉ thay cái tác dụng của điều khiển từ xa thôi thay vì các bác sẽ dùng cái điều khiển từ xa để chọn thì các bác sẽ chọn ở trên ngay trên màn hình cảm ứng và thao tác ở trên cái màn hình cảm ứng như này thao tác ở trên màn hình cảm ứng như này và ở đây trên thao tác là trên này nó rất là mượt các bác nhé rất là mượt à, và và ở đây thì em sẽ giới thiệu sơ qua những cái chức năng của cái những cái đường kết nối của cái đầu này thứ nhất là cái đầu này là đầu hàng mới cứng bóc hộp các bác nhé hàng mới cứng bóc hộp nhưng mà đang có chương trình hỗ trợ khách hàng ở bên công ty ấy, thì các bác à, sẽ được cái giá thành nó rất là hợp lý à, cái nữa đây là cái phần ổ cứng cái ổ cứng này cũng là ổ cứng mới cứng và các bác có thể là chọn cái phiên bản ổ cứng là 4 t Ví dụ như hai bác khách này đang chọn cái phiên bản ở bộ cứng là 4T Thì với cái dung lượng ổ cứng là 4T thì đã đầy đủ tất cả những cái bài hát tiếng Việt của hãng rồi Đấy nó rất nhiều bài hát à, Và cái nữa là về sau các bác có thể là nâng cấp à, đầy thứ nhất là bộ 4T này đã đầy đủ tất cả những bài hát này Và nó còn chống cái dung lượng để các bác à, có cái dung lượng chống để các bác tải bài hát mới về nữa Và cái đầu này là đầu đời cao thì các bác về sau các bác có thể là nâng cấp lên được 6T hoặc là 8T tùy ý các bác hoặc là bây giờ các bác có thể là lựa chọn lên phiên bản là 6T hoặc là 8T khi mà mới mua ban đầu thì cũng tùy các bác. À, cái nữa là, là phần kết nối của cái đầu này các bác nhé. Phần kết nối của cái đầu này thì đầu này là dòng đầu đời cao thì nó sẽ có những cái đường mà cao cấp nhất bây giờ. Ví dụ như là đường hình ảnh lên TV là đường HDMI truyền hình ảnh lên TV là Full HD các bác nhé. Full HD và hình ảnh nó cực kỳ sắc nét thì đây là cái đường hình ảnh mà hiện đại nhất thế giới bây giờ. là đường HDMI. Tiếp đến là cái đường tiếng thì con này thì nó cũng có cái đường tiếng là đường tiếng cổng quang học là truyền tín hiệu bằng âm thanh bằng ánh sáng. Các bác sẽ nhìn ở đây hộ em cái lỗ này các bác nhé, cái lỗ màu đỏ đỏ này. Đây ạ, lỗ màu đỏ đỏ này. Thì cái lỗ này là cái lỗ mà truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng. Các bác sẽ nhìn ánh sáng màu đỏ này, thì nó sẽ truyền tín hiệu âm thanh trên cái luồng ánh sáng sáng màu màu đỏ này. Thì đây là cái đường tín hiệu tiếng mà cũng là cái đường tín hiệu tiếng mà hiện đại nhất thế giới bây giờ. Đấy thì đường tín hiệu tiếng này rất là chuẩn, rất là chuẩn tiếng nó rất là sáng và rất là hay và nó không bị bị uh, bị xung nhiễu bởi những cái uh, sóng âm cũng như cái điện từ xung quanh môi trường. Đấy là hai cái đường tín hiệu hình và tiếng hiện đại nhất thế giới. Và con này thì nó có cái chế độ uh, có cái cái, cái 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 chế độ là uh, tự động tải bài hát mới thì các bác chỉ việc cắm cái dây mạng internet này vào và các bác sẽ tải được cái bài hát mới thì có nghĩa là các bác sẽ liên tục có những cái bài hát mới để các bác hát đấy là như vậy đây là đường dây tín hiệu mạng lan mạng internet vào và bên cạnh đây thì là những cái đường dây cảm ứng này cảm ứng kết nối với màn hình cảm ứng bác là không có màn hình cảm ứng thì bỏ những cái dây này đi đấy và đây là đường tiếng av bình thường đấy. còn đây là dây tín hiệu nguồn vào Đấy, thì đây là hàng mới cứng và cái đầu này là đầu hàng đời cao và đợt tới thì công ty sẽ bên giám đốc công ty đã hướng hẹn là sẽ nâng cấp cái phiên bản lên 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 là chạy được cả mạng internet à uh, download và thêm được cả chức năng là hát YouTube các bác nhé Hát YouTube nó rất là hay, hát online luôn. Và bây giờ thì em sẽ uh, giới thiệu cho các bác là khi mà giao diện mới cả màn hình cảm ứng thì nó lên cái giao diện như này các bác nhé Đây nó lên cái giao diện chính như này thì ở đây thì nó lên cái giao diện chính như này thì các bác sẽ chọn bài ở đây chọn bài các bác gõ tên bài hát ở đây ví dụ em hát bài các bác sẽ nhìn ở đây cái màn hình cảm ứng em muốn giới thiệu cho các bác là đây là cái hàng à, trưng bày của công ty các bác nhá hàng trưng bày của công ty ạ và nó như là gần như là mới cứng bóc hộp luôn đấy các bác sẽ để ý cho em ạ cực kỳ đẹp luôn ạ nó như là hàng bóc hộp luôn các bác nhé À, và con này là hàng chân cong Con này màn hình là màn hình 22 inch Đây là cái màn mà à, hiện đại nhất Cao cấp nhất của hãng Việt KTV À, cái hàng này đây thì bên bên em đang có chương trình hỗ trợ của công ty bán cái giá mà hàng trưng bày thanh lý đây cái hàng trưng bày của công ty thanh thanh lý xin mời đánh giá chất lượng có nghĩa là công ty trưng bày ra để các bác đến thử để và đánh giá chất lượng à, đến từ hãng Việt KTV một cái tập đoàn rất là là mạnh ở trong cái vấn đề mà cung cấp đầu màn chọn bài karaoke và cái màn này là màn điện dung các bác nhé màn điện dung và kích cỡ là 22 inch màn này cực kỳ mượt luôn và các bác sẽ để ý hộ em đây cái ảnh của nó đấy màn hình không? cực kỳ là sắc nét cực kỳ là sắc nét và cảm ứng đây nó rất là mượt các bác nhé cảm ứng điện dung nó rất là mượt các bác gõ tên bài hát lên chú liên khúc uh, duy khánh chẳng hạn đấy thì tức là lập tức nó sẽ hiện lên ở đây và các bác tích và đều chọn thôi à, và em muốn giới thiệu thêm cho các bác như này nhé là có một cái là rất là hay là đây các bác khách này bác có nhờ bên em là làm một cái video demo có nghĩa là khi mà bật đầu lên à, đây ví dụ như cái bác à, bác khách này À, anh uh, Long Văn Dương Thì khi mà bật đầu lên mà chưa hát karaoke Thì nó sẽ hiện lên cái video này các bác nhé Rất nhiều những cái bác mà mua hàng ở bên em Mà đã nhờ bên em làm cái video như này Có nghĩa là khi mà các bác uh, chưa hát Và vừa bật đầu lên chưa chọn bài hát ấy Hoặc là hát hết bài chọn rồi Thì lập tức nó sẽ chạy cái video demo ở đây đây, ví dụ như là cái anh Lông Văn Dương này thì anh ấy nhờ bên em là làm cái video ảnh cưới, ảnh gia đình Thì có rất nhiều những cái ảnh của gia đình anh ấy lên những cái kỷ niệm của gia đình Đây là ví dụ như ảnh cưới của gia đình của hai, hai vợ chồng anh ấy đây Đấy, Ví dụ ghi thêm cái nội dung là karaoke gia đình Dương 6 Kính chào quý khách chào quý khách và chèn thêm ảnh của gia đình và thêm nhạc vào thì các bác sẽ muốn đưa những cái ảnh gì lên hoặc là các bác muốn mà ghi cái nội dung gì cũng như là cái nền nhạc chạy như nào thì các bác sẽ nhờ bên em thì bên em sẽ làm cho các bác như vậy và các bác sẽ để ý hộ em là cái đầu này chạy hình ảnh nó lên cực kỳ là sắc nét luôn đấy thì cái dòng đầu đời cao thì các bác thấy cái ảnh thôi cái ảnh chụp bằng máy ảnh thôi nhưng mà đưa lên thì cực kỳ là đẹp cực kỳ là đẹp cực kỳ là, đẹp, cực kỳ là sắc nét đấy thì rất nhiều những cái bác mà mua hàng bên em đã nhờ bên em làm những cái video ảnh như này thì khi mà các bác mà hát karaoke mà ví dụ bật đầu lên mà có những cái ảnh gia đình này này thì thi thoảng ngồi xem những ảnh gia đình này thì xem nó ôn lại những cái kỷ niệm thì nó rất là hay rất là hay à, à, khi mà chọn bài ở trên à, trên 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 màn hình cảm ứng nó đã như vậy các bác gõ tên bài hát ở đây và các bác muốn tải bài hát thì các bác sẽ ấn vào hình cái đám mây để để tải bài hát mới là như vậy À, và cái đầu này thì cũng có một cái chức năng rất là tuyệt vời nữa mà anh em đi làm sự kiện rất là thích là nó có thể là đọc được những cái dữ liệu usb ở bên ngoài đây các bác có những cái usb như này các bác nhé có những cái usb như này các bác sẽ cắm vào đầu máy cắm vào đầu máy à, đặc biệt là những anh em đi làm sự kiện ấy, là có những cái video ảnh cưới hoặc là những cái nhạc beat riêng của ca sĩ người ta mang theo đấy. nhạc beat riêng của ca sĩ người ta mang theo thì các bác sẽ lạp vào usb và các bác sẽ ấn vào phần uh, hệ thống này thì trên cái hệ thống của máy thì nó sẽ có cái phần mà mà đọc dữ liệu usb đây ạ để đọc những cái dữ liệu ở bên trong USB thì các bác có có video hoặc là nhạc MP3 thì các bác sẽ tải vào USB và cắm vào đây để đọc luôn ở trên hệ thống này nó rất là tiện đặc biệt là những anh em đi làm sự kiện và các bác thấy như hình ảnh nó nét hình ảnh cực kỳ là đẹp luôn ạ đấy đây là cái ảnh gia đình của anh lông Văn dương cực kỳ đẹp luôn đấy thì rất nhiều những cái bác mà mua cái đầu máy bên em và nhờ bên em cài những cái video ảnh 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 gia đình này nó rất là hay đấy có các bác vừa hát karaoke và vừa xem ảnh ôn lại những cái kỷ niệm của gia đình nó rất là hay À, và thưa các bác thì em vừa là giới thiệu cho các bác là chọn ở trên cái màn hình cảm ứng và bây giờ em giới thiệu cho các bác là chọn ở trên cái điều khiển từ xa đây em cũng thử cái chức năng chọn trên điều khiển từ xa ở trên cái đầu của anh Lông Văn Dương này các bác nhé ở trên điều khiển từ xa các bác ấn vào phần chọn bài đấy ạ à, ví dụ như các em hát bài Huế tình yêu của tôi Huế là chữ H này à, tình là chữ T này yêu là chữ Y này của là chữ C này Đấy, thì lập tức nó sẽ ra một loạt những cái bài hát mà Huế Tình Yêu của tôi Các bác chọn bài là thì các bác sẽ ấn vào bài đấy Đây à, Thì lập tức nó sẽ ra bài Huế Tình Yêu của tôi Các bác sẽ nhìn hình ảnh nó đẹp không Hình ảnh nó cực kỳ là sắc nét cực kỳ là đẹp luôn Ảnh nó rất là đẹp Cái dòng đầu đời cao của Việt KTV thì hình ảnh nó cực kỳ là đẹp Và âm thanh cực kỳ là hay luôn các bác nhé Đây em sẽ cho phần âm thanh lên Ở à, đây thì em vừa rồi em sẽ cho nhỏ cái phần con vang Để em đã cho phần âm thanh lên các bác để ý phần hình ảnh nó cực kỳ nét à, ví dụ như ấn phần tách lời trên điều khiển từ xa ấn tách lời này em à, cho to tiếng một chút nhá cho to tiếng lên này ảnh cực kỳ đẹp luôn hình ảnh hình ảnh cực kỳ đẹp luôn các bác nhé ảnh cực kỳ là sắc nét cực kỳ là đẹp luôn Đấy thì à, đây là một cái đơn hàng của anh à, à, Long Văn Dương. À, đây thì thứ, thứ nhất là cái những cái chức năng em đã test cho các bác rồi nhé. chọn bài trên à, lưu trữ bên trong ổ cứng này, à, hình ảnh HDMI sắc nét này, âm thanh đã lên rồi này. À, cái nữa là chọn bài trên à, điều khiển từ xa đã ok. thì đây là cái đơn hàng của anh Long Văn Dương đã ok. À, và bây giờ em chuyển à, chuyển đến cái đơn hàng của anh à, anh Duy Minh anh Duy Minh ở đây thì cũng là cái đầu HD Pro cái đầu này bán rất là chạy luôn các bác nhé rất là chạy luôn rất nhiều những cái bác đã mua cái đầu này về thì khi mà các bác bỏ có những cái bộ sản phẩm này rồi thì hát karaoke đã trở lên rất là chuyên nghiệp rất là chuyên nghiệp hát chọn bài rất là mượt mà luôn ở đây thì em sẽ thử cho cái đầu của anh đây ạ chuyển ra dây nguồn này các bác này à, tiếp đến là cái dây HDMI hình ảnh à, lên TV này ở đây thì của cái bác khách này thì em sẽ chuyển sang cái chế độ là chọn bài trên 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 TV luôn các bác nhé. Đây anh Duy Minh chọn bài trên TV luôn. Đấy thì dây, dây hình hình ảnh đấy rồi này. Hình ảnh HDMI, đây là đường tiếng các bác nhé. Đây đường tiếng này. Đường tiếng. À, đường tiếng của con này thì nó có hai đường tiếng là đường tiếng cổng quang học truyền tín hiệu âm thanh và ánh sáng cái đường tiếng này thì nó sẽ hay hơn cái đường tiếng AV này các bác nhé nhưng ở đây thì em tiện ở đây thì em sẽ tưởng cái đường AV thôi còn đường tiếng cổng quang học này thì cái tiếng nó sẽ hay hơn rất là nhiều à, tiếng nó sẽ hay hơn rất là nhiều ở đây thì sẽ có đường hình này đường tiếng này và dây uh, mạng để các bác tải bài hát mới đấy nếu mà các bác cắm vào gia đình thì cũng như vậy thôi và đây thì uh, cắm lên thì uh, đầu máy đã chạy các bác nhé uh, đầu máy ở đây đã chạy này các bác này đầu máy này chạy. Và cái uh, bác uh, Duy Minh này. Đấy. Bác Duy Minh này thì cũng nhờ bên em là cài cái demo, cái bác không cho ảnh, bác chỉ cho ghi là cái nội dung là uh, Duy Minh kính chào quý khách. Đấy, Duy Minh kính chào quý khách. Và bây giờ thì em sẽ cho nhỏ tiếng một chút. Một chút. Đầu tiên là em sẽ cho nhỏ tiếng xuống để nói chuyện với các bác. Ở đây thì uh, đầu tiên thì uh, chọn bằng uh, điều khiển từ xa các bác sẽ bật lên và cái giao diện ở trên TV nó hiện như thế các bác sẽ ấn vào phần chọn bài đấy ạ, Đấy các bác nhé. các bác lưu ý là phải hướng cái điều khiển này vào cái đầu máy, cái mắt nhận nó nằm ở trên đầu máy mình đang thao tác với cái đầu máy thì mình phải hướng cái điều khiển từ xa vào đầu máy. đấy ạ, thì ở trên TV nó sẽ hiện lên cái giao diện như kia các bác nhé. các bác muốn chọn uh, theo bài hát thì các bác sẽ vào phần chọn bài, chọn theo ca sĩ thì các bác sẽ chuột uh, ch xuống phần ca sĩ và chọn theo thể loại thì các bác sẽ xuống phần thể loại thể loại thì nó phân ra như rất là nhiều thể loại ví dụ như đây ạ à, song ca sinh nhật bài mới di mic, nhạc đỏ dân ca liên khúc đấy hoặc là các bác có chọn theo ca sĩ thì ấn vào phần ca sĩ thì nó có làm ca sĩ nữ ca sĩ ban nhạc à, hoặc là chọn theo tên à, ví dụ như phần vào phần làm ca sĩ nó hiện hết tất cả những cái làm ca sĩ lên hoặc là ví dụ như các bác có phải thể vào phần uh, phần tên nhé phần tên thì các bác gõ tên uh, tên ca sĩ ra ví dụ em hát của quang lê em chọn chứ có chữ gõ chữ quy quang lê đấy ạ quang lê này thì lập tức nó sẽ hiện lên tất cả những cái bài hát của ca sĩ Quang Quang Lê. Đây ạ, gồm có Quang Lập này, Quang Lê này, Quang Linh này, Quang Lý này. Đấy thì có nghĩa là cứ cái vần mà QR thì nó hiện lên em đi di chuyển đến ảnh của ca sĩ Quang Lê và em ấn enter thì lập tức nó sẽ hiện lên tất cả những bài hát mà có ca sĩ Quang Lê này thực hiện. Đấy các bác muốn hát bài nào các bác sẽ cần tích vào bài hát đấy thôi. lập tức nó sẽ hát. Đấy thì chọn bài nó rất là là nhanh. Đấy hoặc là các bác sẽ vào phần uh, chọn uh, chọn tên bài hát Đấy, chọn bài nhé, các bác ấn enter này và các bác gõ tên bài hát ra ví dụ như em hát bài uh, về đâu mái tóc người thương nhé, về là chữ v này, đâu là chữ d này, mái là chữ m này, và tóc là chữ t này và chữ n này, đây các bác sẽ nhìn là trên điều khiển từ xa các bác gõ chữ cái lên, đây ạ có nghĩa là các bác sẽ không phải gõ cả tên đâu mà các bác chỉ gõ tắt thôi ạ, được chưa ạ ví dụ đây nhé về đầu mái tóc người thương có nghĩa là chúng ta chỉ gõ tắt thôi thì lập tức nó sẽ lên một loạt những cái bài về đầu mái tóc người thương thì trên tay bên bên phía trái này là tên bài hát bên phía tay phải đây là tên của ca sĩ thực hiện cái bài hát đấy thì các bác quen tông của ca sĩ nào thì các bác sẽ di chuyển xuống phần đấy ví dụ như đây em sẽ di chuyển xuống cái phần của em muốn hát cái bài về đầu mái tóc người thương của bên quang lê chẳng hạn hay bên đàm vĩnh hưng chẳng hạn thì em sẽ ví dụ em không hát của quang lê không của quang lê hay đàm vĩnh hưng em muốn hát bài nhạc sống ấy ạ em di chuyển lên phần nhạc sống xong em ấn enter thì các bác thấy là ngay lập tức nó sẽ chạy luôn và các bác mà đặc biệt để ý ở em ở đây thì cái phần hình ảnh của nó rất là là sắc nét luôn đây các bác xin nhìn thấy ảnh ảnh đẹp không hình ảnh nó cực kỳ đẹp luôn ảnh cực kỳ đẹp cực kỳ mịn luôn à, và trong cái quá trình mà đang hát này các bác cũng có thể là chọn những cái bài hát khác ví dụ em vào chọn bài khác đây, chẳng hạn bài cho họ chọn bài uh, Huế tình yêu của tôi chẳng hạn em gọi bài Huế là Huế là hát này T là tình này yêu là chữ Y này của là chữ C này đấy thì nó lại hiện lên một loạt là em di chuyển em xuống hát bài dạng lại vi tính tiếp này hoặc là dụng của của uh, Long Nhật chẳng hạn di xuống xuống Long Nhật em quen tông hát của căng Long Nhật em ấn enter thì lập tức cái bài chọn sau thì nó sẽ nằm ở trong cái mục bài hát chờ Đấy, thì cái khi mà cái giao diện chọn bài lên thì có nghĩa là người chọn bài sau thì vẫn chọn mà người hát thì vẫn cứ hát bình thường các bác nhé và các bác sẽ để ý hộ em đây hình ảnh nó cực kỳ là đẹp, à, cực kỳ đẹp luôn với cái đầu dòng việt ktv thì nó là cái dòng cao cấp nhất thành ra hình ảnh nó cực kỳ là mịn cực kỳ là đẹp âm thanh thì rất là sắc nét à, và các bác muốn tải bài hát mới à, có nghĩa là cái đầu này liên tục có bài hát mới các bác nhé các bác muốn tải bài hát mới thì các bác sẽ ấn vào phần chọn bài đây ạ ấn enter vào phần chọn bài thì ở phần trên cùng các bác để ý hộ em chỗ phần này ạ Đây các bác nhé, phần bài hát chọn trong máy nhá Các bác sẽ di chuyển phần xuống đây ạ Sang phần bài hát trong máy Thì ở đây nó sẽ có bài hát iCloud này, bài hát download này Thì các bác sẽ ấn vào phần bài hát iCloud, các bác ấn Enter của em Thì lập tức nó sẽ load lên cái server của hãng Và tất cả những cái bài hát mà có hình đám mây này này Là những cái bài hát mà trong đầu máy của các bác chưa có Mà các bác muốn tải về thì các bác chỉ cần di chuyển xuống cái bài hát mà các bác muốn tải ví dụ em muốn tải cái bài chiều xuân di Mix đấy. đấy em bấm enter di chuyển xuống và em bấm enter nó chuyển sang cái màu vàng này các bác nhé chuyển sang cái màu vàng này là nó đang tải đây em muốn tải bài nữa đây chẳng hạn bài bài phần ở trên đây đây em để, mưa tuyệt vọng này chẳng hạn em bấm enter đấy thì nó chuyển sang cái màu vàng thì có nghĩa là nó sẽ nó sẽ tải cái bài đấy về các bác nhé. À, và khi mà các bác muốn mà biết cái thông tin download à, chuyển sang màu vàng là tải về các bác vừa rồi thì em đang đứng ra xa cái đầu máy quá phải đây ạ à, muốn xem cái thông tin download thì các bác sẽ lại vào phần à, bài hát iCloud này Ở đây em sẽ cho nhỏ tiếng xuống để nói chuyện cho các bác cho dễ này Cho nhỏ tiếng, lấy điều khiển từ xa cho nhỏ tiếng xuống để Nói chuyện cho các bác cho dễ Các bác muốn xem cái thông tin download Các bác ấn vào phần à, đây ạ, Di chuyển phần các bác sẽ di chuyển xuống cái phần đang download đây, và các bác ấn enter Nên Enter thì lập tức nó sẽ hiện lên những cái bài hát mà đã đau, đang download Thì vừa rồi em đã ấn một cái bài hát nó đã download về rồi Và các bác muốn xem lại cái thông tin à, Và thưa các bác là trong quá trình download thì các bác có thể là vào xem cái thông tin ở đây Gồm có cái thông tin là những cái bài à, à đây Ví dụ như bà download nhiều bài các bác nhé Download nhiều bài này các bác sẽ ấn vào đây và sẽ download sẽ rất là nhiều bài ở trong này à, ví dụ ở đây phần download các bác vào download năm uh, uh, ví dụ như tháng uh, tháng 2 chẳng hạn download theo tháng chẳng hạn đấy thì tùy vào theo các bác là download theo tháng hay theo năm tùy vào các bác đây nó hiện lên ở trên cái hệ thống này và các bác muốn và vào, vào thêm cái thông tin những cái bài mà đã download này, này. ví dụ em vừa rồi em download được hai bài đấy, các bác uh, sẽ di chuyển vào phần uh, uh, vào kho thì các bác ấn enter thì lập tức nó sẽ lưu vào cái kho dữ liệu của của ổ cứng này, đây lưu vào kho dữ liệu của ổ cứng thì từ lần sau là các bác chỉ việc bật đầu máy lên là dùng thôi. đấy thì uh, vừa rồi thì em đã test tất cả những cái chức năng hoạt động bình thường của cái hệ thống này cho nhỏ xuống một chút, cho nhỏ tiếng uh, hệ thống này và đây thì là một cái đơn hàng của cái anh uh, uh, duy minh, đấy, thì đây em sẽ quay qua một lượt về cái đầu máy này, thì uh, cái đầu này là đầu HD PRO các bác nhé. và thiết kế của nó đây rất là đẹp, và đây thì quay ví dụ quay một cái cái các em để lên trên đây à, mặt trước của nó là mặt phay nhôm các bác nhé mặt phay nhôm à. lút công tắc nguồn đấy đã toàn bộ lút ấn bằng nhôm hết rất là đẹp rất là sang trọng mặt phay nhôm rất là sang trọng và đẹp chắc chắn à, lock trên là phô sơn à, à, màu 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 nhũ ở trên đây là phần à, kết lối đằng sau đây gồm có dây hdmi này usb này à, dây mạng internet này à, đường hình video này à, đường tiếng cổng quang học này đây là đường kết nối với cả màn hình cảm ứng À, dây điện nguồn vào. Đấy, thì đây là một cái dòng mà cao cấp của hãng Việt KTV Đấy, thì rất là sang trọng và cái đầu này thì à, khi mà các bác sở hữu cái đầu này thì hát karaoke thì cực kỳ chuyên nghiệp các bác nhé. À, thì em nhắc lại đây là một cái dòng đầu của hãng Việt KTV dành riêng cho chọn bài karaoke chuyên nghiệp. À, mã của cái đầu này là hd pro và cái con này thì bên trong nó lắp sẵn ở bên trong là cái ổ cứng ổ cứng ở đây và các bác có thể là lựa chọn cái phiên bản ổ cứng là 4T hoặc 6T hoặc 8T là tùy ý các bác là ổ cứng là chứa dữ liệu bài hát thì với cái ổ cứng 4T như hai bác khách này bác chọn này thì đã là đầy đủ tất cả những bài hát tiếng Việt của hãng rồi và dung lượng ở ổ còn trống thì rất là nhiều và cái đầu này thì các bác sẽ liên tục có những bài hát mới các bác sẽ cắm dây mạng internet vào các bác tải những bài hát mới về đấy thì đây là một cái dòng đầu cao cấp và đợt tới thì công ty bên công ty thì bên giám đốc công ty sẽ có hứa hẹn sẽ có năng là sẽ viết ra một cái phần mềm mới để cái đầu này chạy được cả online hát cả online luôn Đấy, thì đây là một cái phiên bản cao và liên tục có những cái phần mềm mà hỗ trợ đó là rất là hay à, cảm ơn các bác đã theo dõi video và em ở bên lương âm thanh chuyên cung cấp những cái sản phẩm những cái thiết bị mà âm thanh hát karaoke thì bác nào có nhu cầu về những cái sản phẩm này thì liên lạc với bên em giá thành thì đưa đến các bác là rất là hợp lý và các bác theo dõi video thì nhớ ấn nút đăng ký kênh của lương âm thanh để ủng hộ em dưới mỗi đoạn video thì đều có những cái nút đăng ký màu đỏ các bác nhớ ấn một nút đăng ký để đăng ký kênh của em ủng hộ kênh của em và xem sớm nhất những cái video những cái sản phẩm em mới phát hành ở trên youtube à, cảm ơn các bác ạ. em xin chào các bác